Giao con đang đây là ai đây Kim Giao? Kim Giao con bé ai đây? Bé Tùng. À bé chú Tùng. Chú Tùng hả? Ừ. Sao chân chú Tùng nhỏ vậy con? Kim Giao cái đây là cái tay chú Tùng hả? Chú Tùng đang mắc cái gì đây? Ba gì vậy? Ba. À chú Tùng đang bắt ba. Kim Giao đang vẽ ai đó? Kim Giao con đang vẽ ai đó? Nguyên cả bài người ngoài hành tinh. Chị có đây. Ai đây? Ai đây con? Ai đây? Mẹ. Mẹ sống vậy? Kim Giao nè. Mẹ Kim Giao nè, còn ai đây? Ba. Đây. Chú Tùng. Đây. Ai đây? Su su còn đây. Hành Vũ Trụ. Nhà du hành vũ trụ. Còn đây là sao gì đây? Thổ. Sao thổ? Để ý sao không có cái vòng. Ai ta màu chứ không? Đưa con cái màu đi. Cô đi con. Ông vẽ đúng nè. Nãy em nhìn cái bức tranh mà vẽ chú Tùng mà em thấy mắc cười lắm, nằm vẽ cái chân mà không cho nó lên qua chỗ cái đồi luôn á. Đi chỉ đi trên cái đồi thôi, hiểu không? Rồi để tô đi. Tô đi con. Đúng là em đứng trên đồi, đồi gì đây con? Dịch. Từ để đứng đúng vẽ ai nữa đó. Con vẽ gì nữa? Vẽ đi. Chưa xong hoàn thành bức tranh rồi. Mẹ ai đó? Mẹ ai đó? Skeleton à? Không phải. Ai vậy? Anh Lai. Anh Lai à? Giờ xong gì năm đâu? Gì năm nè? Gì năm? Mày cứ đẩy cho mày cho đại gì năm hả? Mày chơi kỳ quá. Thôi. Rồi bà ngoại đâu? Bà ngoại đâu? Thiếu bà ngoại. Mẹ chú Tùng chứ. Mẹ Tùng hả? Mẹ chú Tùng. Mẹ chú Tùng. Tùng dư con đi ra bao nhiêu nữa. Nó hâm mộ. Ai mới hiểu? Ba vai. Bà ngoại đẹp không? Vẽ bà ngoại chưa rồi 6 vậy. Vẽ đủ người chưa? Đủ 5. Đủ bộ hành tinh chưa? Người ngoài hành tinh. Đủ bộ 5 á. Đủ bộ người ngoài hành tinh. Chứ vẽ ai ngoài nhá? Ông ngoại đó hả? Vẽ ông ngoại. Lần cái tay nhanh lắm. Mình vẽ nhanh kìa. Giờ em hiểu cả vẽ. Tại sao mà có một mắt mà có người có bốn mắt, người có hai mắt. Sao? Giờ em mới hiểu. Có nghĩa người một mắt là